Kính chào quý khách hàng. Thì hôm nay em mới có thời gian quay lại các cái dòng van số mà trước đây bên em đang kinh doanh. Thì nội dung video ngày hôm nay em sẽ test thử cái tiếng của con sao tốt model là MS10. Đây cái mặt của nó cho mọi người nhìn xem. Đây là dòng cao cấp nhất của sao tốt nha mọi người, MS10. Con này giá niêm yết của công ty trên trang web của AVV Việt Nam đang là, em nhớ không nhầm, là 17 triệu. Thấy ghê không? Một con vàng như thế vậy mà giá niêm yết là 17 triệu là chắc chắn là nó phải hay chứ đúng không? Ok, thì bây giờ nó hay như thế nào thì từ từ thì em sẽ test tiếng của nó. Thì em sẽ giới thiệu một số cái công năng của cái con này trước khi mình xem thử, để mình xem coi có cái con này nó có cái gì hay ho, cái gì nó có phù hợp với mình hay không mà sao nó mắc dữ vậy ha. Thì con này phía trước nó sẽ có 3 micro, 1 2 3, một cái màn hình. Màn hình này không có cảm ứng nha, tức là nhấn nhấn nè, không có ăn ha. Màn hình là chỉ là chỉ thị thôi, cho mình biết được các cái thông số làm việc của nó. Bản thân con vang này nó sẽ có 10 mode để làm việc, tức là 10 chế độ làm việc khác nhau, 10 cái hiệu ứng khác nhau. Ghê không? Echo, reverb, echo ít, echo nhiều, reverb ít, reverb nhiều, toàn reverb không, echo không. Đó là tùy ý của mình ha, mình chỉnh như thế nào là mình chỉnh như vậy. Nó có các cái phím thao tác ở trên này. Thế mình thao tác, mình nhìn trên này, mình sẽ phát hiện được. Anh lấy ví dụ như đây là effect. Đây cái volume đầu tiên nè, mọi người có thể nhìn thấy đây, volume effect nó ghi là ESF volume nè. Đó, mình vặn ở đây mình nhìn đây nè, mình thấy nè, thấy không? Màn hình nó sẽ thay đổi theo. Thường em sẽ hát effect em sẽ để vào khoảng 39, số thần tài cho nó đẹp ha. Micro, kế bên là micro. Nó sẽ có cái thông số và cái tên của nó nằm bên đây. Đó, mình làm việc mình chỉnh ở đây. Em thường em hát em để khoảng 20, 21 là em thấy tiếng nó to lắm rồi. Bởi vì bản chất cái tiếng của em nó cũng to ha. Người nhỏ nhưng mà tiếng rất là to. Đó. Music Vol, nhạc ha. Nhạc ở đây mình có thể chọn đường nhạc là cổng quang nè, cổng bông sen nè, input nguồn nhạc đầu vào, mình có thể tùy chọn ha. Thế nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, đó. Em bấm vô thao tác trên bàn phím thôi ha. Rồi mình sẽ chọn ở trong này nè. Đó, mình enter vô trong này nè. Thấy không? Đó, mình đổi từng kiểu á, tại vì em đang có nhạc ở trên TV ha. Digital là cổng quang. Em thì em dùng cổng quang thì em để cổng quang, nó đơn giản vậy thôi. Còn lại là các cái EQ hay còn gọi là các cái điểm EQ á, để mình chỉnh con mic, con vang và nhạc thì mình phải vào trực tiếp phần mềm ha. Chứ mình vào mấy cái này mình chỉnh, em nói thiệt nó cực lắm, cực trăm bề luôn đó. 679. Thì bây giờ em sẽ test thử tiếng của cái con này cho quý khách hàng cùng nghe. Em sẽ dùng qua cái bộ mic CAF M4000 Pro nằm trên này. Tai mic đẹp ha. Vang của mình sẽ là MS10. Hiện tại là em cho nó effect bằng 0, đang ở cái chế độ số 1, tức là chế độ có echo và reverb. Thì cá nhân em đánh giá cái con này, tiếng nó rất là nét nha, nó nét, phải dùng từ là cực nét. Chống hú là ok. Thì cái tầm như thế này, đó em đang đứng tầm như thế vậy, mở tiếng mic rất là to, mọi người thấy em đứng sát gần sát bên đó chứ không đùa đâu. Thì em thấy nó cũng không có hú hiếc gì. Nhưng mà nhà mình nó đừng bao giờ mình lạm dụng cái tình huống đó nha. Tốt nhất là đừng có chống hú, chống nhiều quá thì nó chống quá nó thành nó không ra gì đâu, nó không còn hay ho gì hết ha. Rồi, bây giờ sẽ tăng effect lên để thử tiếng như nào nha mọi người. Tầm khoảng 39, effect 39. 679. Đây là mode số 1 ha. Echo cộng reverb. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Mode số 2 sẽ là echo. Thì chờ nó loát, vàng nó loát tương đối là chậm ha mọi người. Effect còn vàng nó loát thì tương đối nó hơi chậm chút. Cái dòng mà càng cao thì nó sẽ loát càng chậm, bởi vì nó có rất là nhiều ứng dụng, rất là nhiều phần thông tin cần cài đặt, do đó nó hơi chậm chậm chút. Mà thật ra mà nói thì cũng không ảnh hưởng gì, ảnh hưởng gì mình mấy ha. Nhưng mà không ai đi làm show loát cái kiểu đó ha. Cứ loát qua nó lại, nó qua nó lại là mất tiếng của ca sĩ, người ta không có thích đâu ha. Cái con này dùng gia đình thôi, giá nó cũng mắc chứ không rẻ ha. Mình đừng có dùng con này mà. Sẽ có câu hỏi là khách hàng hỏi là con này dùng effect rời được hay không. Cái câu trả lời á, nói chung là các cái con vang số thì mình không nên dùng làm effect rời. Nếu có dùng thì mình đánh show nhỏ nhỏ thôi thì được, đừng có đánh show lớn quá, nó không hay, nó không hiệu quả ha. Show lớn lớn chút xíu mình chơi mấy cái con mixer số cho em, đảm bảo tuyệt vời. Con này là các cái cổng out của nó là mình không được phép chọn echo, reverb ra riêng nha. Có nghĩa là cái con này nè,
Mặc định nó ra là như vậy, nó không cho chọn riêng echo, chọn riêng revert nó không có cho. Thành ra mình chỉ dùng trong karaoke thôi, mình không dùng con này làm effect rời, bởi vì nó không có cái chỗ để chọn ra effect là echo hoặc revert riêng, do đó không dùng con này làm với effect rời nha, lưu ý giùm em. Con này chuyển mod giữa chế độ này chế độ kia nó tương đối chậm, chờ nó load qua, chờ nó load qua khoảng 4 đến 5 giây nó mới chuyển chế độ mod, do đó cũng không dùng làm effect rời đi làm sự kiện luôn. Mỗi lần mình chuyển như vậy là người ta chờ mình, là người ta không có thích ha. Con này karaoke thì như thế nào, bá cháy luôn. Và bây giờ sẽ là mod số 2 echo ha mọi người. Echo con này nó cũng lặp lại là cũng khá nhiều, nhưng mà khi mình cất tiếng hát cũng như là khi có nhạc to lên thì nó sẽ chìm một ít ha, thành ra mình phải cho nhiều nhiều chút xíu thì mình mới cảm nhận được việc đó. Em sẽ tăng lên nó vào khoảng 39 6 7 9 1 hey 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 38 ha, 6 7 7 7 9 lặp lại ghê ha. Đường về cành thâu đêm khuya ngõ sâu như không màu. Thì những dòng vang đời mới chuyên nghiệp bây giờ khi mình nói tiếng thô thì nó lặp lại nhiều, nhưng mà khi có nhạc vô chơi thì nó không có nhiều như ban đầu đâu ha. Đặc điểm chung của gần như là tất cả những dòng vang con nào cũng là như vậy. Nó khác với mixer ha, mixer là nó khác hoàn toàn luôn. Khi mà ai chơi tới mixer là sẽ biết cái việc đó. Tiếp tục em sẽ chuyển sang cái mod số 3, dùng cái remote của hãng luôn ha mọi người. Mod số 3 sẽ là mod reverb. Con này reverb hay lắm nha. Đó, hộp 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 nghe đã ha. 6 7 9. Con này reverb ok nha. Đường về cành thâu đêm khuya ngõ sâu như không màu. Đó, reverb con này nó là như vậy. Em thì cá nhân em thì em thấy là reverb con này ok, nó khác hẳn những con reverb khác. Ví dụ con CAF A8, reverb con này nó sẽ hay hơn reverb con CAF A8. Đó là cá nhân em cảm nhận được cái việc đó. Còn Echo thì em cảm nhận được rằng là con A8 này nó hay hơn con MX10. Đó là cá nhân em cảm nhận như vậy. Cái thứ ba là cái độ mượt của cái tiếng. Thì cái con A8 này nè, nó có một cái độ mượt mượt hơn. Mình cảm giác mình hát mình cảm thấy là nó mượt hơn, nó mềm mại hơn. Còn con MX10 nó có cái gọi là cái khi mình hát chữ của mình á, mình nhả chữ ra đó thì nó sẽ làm cảm giác như là nó có một cái đường biên bao quanh cái chữ của mình đó, nó tạo thành một cái chữ sắc nét của cái tiếng, thì cảm giác là nó gọi là nó hơi sắc một chút so với cái con A8 này. Con A8 này của CF thì nó sẽ mềm hơn ha. Thì giá con nào nó cũng đắt, con nào nó cũng cao. CF A8 là dòng cao cấp gần như là nhất của CF ở thời điểm hiện tại. MS10 là dòng cao cấp nhất của sound top ở thời điểm hiện tại luôn. Toàn là dòng đỉnh siêu đỉnh ha mọi người. Bên này là con mixer số bên này. Thì hiện tại có con mixer này bán thấy chạy lắm nè. Đó. Con Flow 8 ha mọi người. Đây, con này Flow 8 của Behringer. Con này chơi gia đình thì ok. Không ai đi làm show đâu nha, làm show ta chơi tới XR hoặc là MR Midas, MR 12. Thì những khách hàng nào là đối tượng của con vang này? Con vang này á, em thấy cái điểm mạnh của nó là lời ca tiếng hát nó rất là nét, sắc nét ha. Điểm mạnh thứ hai á, là reverb con này rất là hay. Reverb ok. Cái điểm yếu của con này em thấy nó có một cái điểm gọi là có khen thì có chê á. Cái điểm dở em thấy là thứ nhất là thời gian chuyển mod giữa mod 1 và mod 2 nó lâu. Nếu mà đếm đơn vị là 1, 2, 3, 4, 5, ít nhất là cũng phải 7 cho đến 10 giây nó mới chuyển xong một mod. Đó là cái điểm dở thứ nhất. Cái điểm dở thứ hai là cái đường output của nó đó. Em xem trong phần mềm là nó không có chỗ để chuyển riêng echo.
và chuyển riêng revert. Có nghĩa là mình làm effect rồi là mình làm không được. Đó là cái điểm em thấy điểm thứ hai trong phần mềm đó là như vậy. Hai cái điểm dở ha. Chưa phát hiện điểm dở thứ ba. Thì nó hay cũng có là nó dở cũng có. Thì đó nó dở hay không là do cá nhân mình đánh giá chủ quan cá nhân của mình thấy thói quen, tại vì bọn em là bên bán hàng mà bọn em đã test nhiều kiểu van, hát thử nhiều kiểu thì mình thấy được rằng là sự thay đổi giữa con này với con này thì cảm thấy là nó chậm hơn. Em lấy ví dụ con A8 muốn chuyển mode bấm cái bật nó chuyển liền, nó làm con này bấm cái bật là phải chờ 5 giây 6 giây sau nó mới chuyển qua, thì đó là một cái sự gọi là em thấy là nó dở. Nó cá nhân mình thấy mình đánh giá vậy thôi chứ không phải là mình chê ha. Còn chất lượng tiếng thì mọi người nghe từ nãy giờ nghe đó, nghe thì tự nghe là tự đánh giá, em không đánh giá được. Cá nhân em thì em thấy ok, hát karaoke thì không có gì để chê, chê nó nữa thì không biết chọn con nào ha. Thì nhiều khách hàng đánh giá là sao cái mẫu mã nó giống những cái dòng vang của HM trên thị trường hoặc là những cái hãng khác nó có cái mẫu mã tương đương, thì nó là một đó, nó cùng một mẹ đẻ ra. Thì do bên trong nó là cái chất lượng nó khác hay không là do phần linh kiện ở bên trong và giá bán của sản phẩm nó mới đánh giá được là chất lượng nó như thế nào. Nhiều thứ hình thức nó giống nhau nhưng mà trong bụng nó khác nhau và giá tiền thì nó cũng khác nhau luôn ha. Giá niêm yết của con này bên công ty là 17 triệu, gớm ăn không? Đó. Thì khi quý khách hàng mà có nhu cầu thích cái con này mua với giá dùng gia đình, mua với giá yêu thương thì cứ liên lạc lại trực tiếp với cửa hàng bên em. Lưu ý là em báo giá kín nha, em không báo giá mở. Báo giá mở là công ty sẽ khóa tài khoản ha mọi người, không có cho buôn bán nữa. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.